Chụp tính cho coi. Để cho coi. Mày đè. Ủa con gái Phi Thục Phi. Dạ. Ba hỏi con á. Dạ. Ai ở trước cổng nhà mình họ làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Con có thấy ai đâu ba. Nãy giờ con tập thể dục cho nên con không để ý. À ai ơi. Phi cái đầu của tụi bay ổng ra tới kìa. Mày ra con ra. Cởi tao coi. Thục Phi ơi, anh là Thục Phi. Ôi Phi ơi, Phi ơi. Phi ơi, Phi. Phi nè, Phi nè. Mấy cậu làm gì vậy? Làm gì rình mò nhà tôi? Ăn trộm hả? Ông phải bác ơi, mấy con không phải ăn trộm. Không phải ăn trộm, chết trèo tường nhà tôi. Dạ dạ, tụi con chỉ nhìn. Thục Phi có chút xíu rồi bác. Trời, tụi này láo nha. Dám nhìn trộm gái tao à, tao quánh chạy chết nha. Dạ dạ bác ơi, tụi con chỉ nhìn có một chút mà đâu làm gì đâu bác. Tao nói cho mày biết nha, đứa nào mà nhìn trộm con gái tao, tao đánh cho ba má nó nhìn không ra đâu á. Cút. Thục Phi. Trời. Tôi nói có lộn tượng mà tôi kêu nó cút mà nó tô tượng ta. Tô tượng, tô tượng, tô tượng à. Mất dạy. Cái gì nữa vậy? Sao chưa cút? Nán là lại nhìn trộm gái tôi à? Này, ông nói cho mày biết nha. Đừng để cho ông máu. Một khi ông đã máu thì đừng hỏi bố cháu lại nha. Dạ, thưa bác đừng có hiểu lầm con. Con không phải giống như mấy người mất dạy kia đâu. Tối ngày cứ rình mò con gái bác ngoài cổng hoài à. Vậy chứ cậu là ai? Bấm chuông cửa nhà tôi làm gì? Dạ, con tên là Hưng Xù. Nhà con ở gần đây nè bác. Ngày á, nhà con hết gạo rồi, bác có thể... À, nhà cậu hết gạo, muốn đến nhà tôi mượn chút đỉnh. Dạ. Vô nhà đi, tôi kêu Thục Vi nó xúc cho ông mớ. Dạ, cảm ơn bác. Ừ. Chào em, anh là Hưng Xù. Chào anh. Anh cần giúp gì à? À, anh qua đây là muốn nói với em, anh rất ngưỡng mộ nhan sắc của em. Và anh cũng thích em nữa. Em cho anh hôn bàn tay một cái nha. Hả? Anh nói gì? Anh xin phép ba em rồi. Em yên tâm đi. Ba ơi, anh hôn ảnh rồi. Cho nó đi con. Cho một chút thì đã sao. Có mất mát gì đâu. Thấy không? Ba nói vậy đó. Vô tay đi. Nếu ba em đã nói vậy rồi thì... Vô tay đây. Trời, làm như có điện nó giật mạnh. Phê quá. Tụi tài. Bác ơi. Mét á. Chú. Thôi anh về nha. Nha. Đây. Thục Phi. Anh đi nha. Chào thưa bác. Hôm nay nhà con hết muối. Bác có thể... Con vô nhà đi. Nói Thục Phi nó lấy cho. Dạ. Có gì đâu. Con đi thẳng ra sau bếp đi. Em mới nấu cơm dưới á.
Dạ, cảm ơn bác. Ừ. Về. Hả? Anh nữa hả? Anh nè. Ba em nói á là hôn má em. Hả? Anh nói gì? Ba em nói á là cho anh hôn má em. Ba em nói sao kiểu vậy? Má em mất rồi mà. Không phải, hôn như má em á. Cái gì? Hôm nay anh đòi hôn má em luôn hả? Ba em kêu bột. Ba ơi, anh hơn dù anh đòi. Thì cho nó đi con, làm gì ghê vậy? Không, ba em cho. Nếu ba em đã nói vậy rồi thì em đành nhắm mắt rồi đi. Ba, uống sữa đi ba. Ừ, để đó ba. Để con đấm bóp cho ba nha. Ví dụ gì đây? Tự nhiên này tốt ngang với ba chứ cả. Có gì đâu ba. Tôi đẻ mấy người nghe, không qua mắt được tôi đâu. Có cái gì nói. Ba. Ừ. Còn có cái này thắc mắc muốn hỏi ba. Ừ. Tại sao á có nhiều người đàn ông á vừa giàu nè, vừa đẹp trai nè, cua con mà ba không chịu. Mà ba chịu anh Hưng Xù vậy ba? Cái gì? Ba chịu nó hồi nào? Hả? Là sao ba? Thì ba cho ảnh nắm tay con nè, hôn tay con nè, hôn má con nè, rồi cần cái gì? Ba cho nó nắm tay con không có hồi nào? Thì mỗi lần ảnh qua nhà mình, ảnh đòi hôn con thì ba lại nói là cho nó cái đi, có gì đâu, làm gì mà ghê quá vậy. Cho nên con... Trời ơi là trời, mỗi lần nó bước chân vào nhà này, nó nói rằng nó xin gạo, xin muối, xin đường, xin bột ngọt thôi mà. Con có thấy ảnh xin đường hay bột ngọt gì đâu. Ảnh toàn đòi xin hôn con, rồi lần sau thì đòi hơn lần trước. Nhưng bây giờ nó đã làm gì con rồi? Dạ, ảnh... Ảnh sao? Anh sao? Ảnh làm cho con yêu ảnh mất rồi. Trời ơi là trời ơi, già rồi mà còn dạy, sắp có cháu ngoại rồi mà còn ngu.
bỏ công bỏ sức là giữ gìn con gái, bây giờ dồi trong xương dồi ra nè, trời sao tôi sống nổi. Ba, thằng này quá lắm, nhưng phải xác nhận nó cao tay ấn, nó đã qua mặt được mình. Hôm nay mày mà có xuất hiện tới đây, tao nguyện không để mày về nhà, tao đưa thẳng mày vô bệnh viện luôn. Thục Phi ơi, Thục Phi. Thục Phi ơi, Thục Phi. Hình như là tiếng của nó. À, mày linh lắm. Tao mới nhắc là mày qua tới đây rồi. Bữa nay tao quánh cho ba má mày nhìn không ra mày luôn. Thục Phi ơi, Thục Phi, em có bầu chưa? Trời, qua lấy nha. Trời ơi, trời. Trời ơi, nó làm con gái mình có bầu luôn rồi. Ê, tao không phải là cha sanh mẹ đẻ của mày, nhưng tao quyết định ngày đám giỗ mày là ngày nào. Năm sáu ngày này tao đem tiết cây qua nhà mày cúng. Mày chết chết tao. Dạ em mời anh Hưng xù cho lấy gạo. Gạo nè, gạo nè, lúa nè, gạo nè, lúa nè. Mày còn la nữa hả? Tội mày tài đình. Mày dám đùa tao, mày qua mặt tao mày lấy con gái tao có bầu. Bữa nay á tao lại quyết làm đám giỗ của mày. Con đâu có lấy bây giờ có hồi nào đâu mày. Mày còn chối nữa hả? Con nghe rõ nè. Quy ơi, có bầu phải không em? Anh qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Không phải đâu ba, hôm nay con đi chợ, anh Hưng xù nhờ con mua hai trái bầu. Bây giờ anh qua lấy nè ba. Ủa là bầu này á hả? Dạ. Chào các con. Có phải các con là ba đứa mà bác đã mời đến đây ứng thí trực tiếp làm chồng con gái bác không? Dạ. Bác mời ba đứa vô nhà. Dạ. Dạ thì bước vào. Dạ. Các con ngồi đi. Dạ, không dám ngồi. Có gì đâu, các con cứ tự nhiên ngồi. Đứa nào không ngồi coi như bị lỗi liền tại chỗ. Tao mày, tao. Lật ly lên con. Dạ. Tiên chủ hậu khách. Dạ. Ê, mất dạy mày. Bác chưa uống mà dám uống mày. Đuổi nó đi bác. Loại. Ủa còn làm giám khảo luôn hả? Ừ. À, không có. Sao? Các con đã đọc kỹ tiêu chí mà bác đã đăng trên Facebook về kén chồng cho con gái bác rồi chứ? Dạ đọc kỹ dạ. Rồi bác. Dạ. Kỹ rồi bác. À, các con thấy con gái bác thế nào? Trời ơi con nói ha, con gái bác ha nó đẹp. Đẹp như cái gì đây nè? Đẹp. Đẹp ba cháy một chết chó. Cái gì vậy bác? Bác hỏi con cái gì á? Bác cháy gì? À, ý là con nói con gái của bác nó đẹp và nó đẹp tuyệt trần á bác, đẹp mà không ai sánh bằng hả bác? Vậy à? Dạ, con bác xin lỗi con, bác ngưa mà bác không dự bác thời tiết trước. Dạ, không bỏ qua được. Là bước thấy bà luôn rồi bác. Thật ra là như vậy, các con là ba trong số hàng ngàn ứng viên mà bác vừa ý nhất, bác mời đến đây ứng thí trực tiếp với bác. À, tiêu chí chọn rể của bác cũng không có gì khó. Bác không cần vật chất giàu có, bác chỉ cần một chàng trai trung thực, hiền lành, gia đình gia giáo, có chí thú làm ăn, và đặc biệt là có kiến thức văn thơ là một lợi thế. Dạo này nóng nực quá. Ủa bác, mà tại sao biết làm thơ là một lợi thế vậy bác? Tại vì bác yêu thơ. Cũng không giấu gì các con, trước đây á, nhờ bác làm thơ mà bác cua được vợ bác, tức là mẹ con gái bác bây giờ. Cho nên bác hưởng toàn bộ cái gia tài mà ba má vợ của bác để lại cho bác. Và hôm nay con gái bác đã đến tuổi cập kê, bác muốn chọn ra một chàng rể có tiêu chí giống bác ngày xưa để bác giao toàn bộ tài sản này cho chàng ấy và con gái của bác. Hay quá, cái này là con thắng chắc rồi bác ơi. Không giấu gì bác, con học văn ở Đại học Sư phạm, hiện giờ con đang là giáo viên dạy môn văn. Ồ, tốt quá con ạ. Trời đất ơi, ông làm như con mình ông học môn văn vậy đó. Dạ bác, con thì con học sư phạm văn giống như bạn,
nhưng mà con cũng học ngành ngữ văn ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bác thấy nè, bụng con nè, nó bự nhưng không phải là bụng bia, mà thật sự ra nó là bụng văn đó bác. Văn không trong đó đó bác. Quá tốt, quá tốt. Sao mặt buồn vậy con? Con tự rút lui à? Bác mở cửa cho con về nha. Dạ thưa bác, con thì không được may mắn như hai bạn này, học ở trường Đại học Ngữ văn. Rất là buồn, bác rất chia sẻ. Nhưng máu văn thơ trong người con có từ nhỏ. Tự phát như vậy rất rất dễ rất lắm con. Nên con du học ở nước ngoài. Hiện tại con là giáo sư ngữ văn, dạy tất cả các trường ngữ văn ở Việt Nam, trong đó có hai trường này bạn này đang học. Con không giấu gì bác, hiện tại con có 10 tập thơ xuất bản trên toàn thế giới, nghe đâu được đề cử giải Nobel. Xạo ngồi xuống. Các cậu nên nhớ, tôi kén chọn chàng rể văn chương chứ không phải chàng rể boxing. Muốn boxing không? Tao bóc cho mỗi đứa xe nè. Thôi được rồi, các con đừng có cãi giả nhau nữa. Các con á, đứa nào cũng nói là mình giỏi văn thơ, nhưng muốn thể hiện mình có giỏi văn thơ hay không phải thể hiện ra bên ngoài cho mọi người biết mình hay hay không hay, đúng không nào? Vậy thì giờ bác hỏi các con, tình yêu nó như thế nào? Các con nói bằng thơ cho bác nghe coi. Dạ thưa bác, con nghĩ trong cái hoàn cảnh mà đi dự thi để mà có được tình yêu như thế này, con xin phép bác được cho con làm bài thơ định nghĩa về tình yêu như sau. Được. Tình yêu như thể rút thăm, rút chúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như kẻ đi câu, anh nào trai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, mới lanh quanh ở bên ngoài đã rụt. Tình yêu như thể dây thun, lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay. Tình yêu như kẻ đang say, lúc nào cũng tưởng mình bay trên trời. Tình yêu như thể điểm 10, có học cho hết cuộc đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi công, trông thì đẹp đó nhưng không ra gì. Tình yêu như chiếc bánh mì, tay ta đều thích bởi vì nó ngon. Tình yêu như thể thổi son, sinh ra là để làm một đôi môi. Tình yêu như thế đủ rồi, các con nói nữa ta mời các con. Không, nói chung là văn thơ về tình yêu mà dễ quá, các con làm tới tối à, không chận mất hết thời gian. Bây giờ bác không ra thể thơ dễ nữa, không phải thể thơ tình yêu tự do nữa, mà bắt ra cái thể thơ đối, nghĩa là với này đối với kia. Ví dụ như con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò và bò đúng chỗ cạp. Căng à, này khó. Nhưng mà bác yên tâm, văn chương 14 con xin phép bác. Thầy xin giật, giật cô xin giật. Giật đúng chỗ xin mà xin đúng cái chỗ giật. Cái gì? Con lấy đâu ra cái ý tứ một cách tục tiễu như vậy? Dạ bác, con không biết con làm như vậy là bắt hết không? Bởi vì nó đúng luật con à, bắt rất thích. Mời các con. Bác biết sao không? Cái này là cái câu chuyện tình yêu của ba mẹ con. Ba mẹ con là giáo viên môn sinh vật. Đều là giáo viên, con cũng theo nghiệp của ba mẹ con, chung một nghề nghiệp, chỉ khác là ba mẹ con dạy môn sinh, con dạy môn ngữ văn. Rồi, chân quá. Nhưng bắt thích. Cái mày kìa mày. Dạ. Bác cho con uống tí nước. Đau quá bác. À, làm như uống rượu. Ra luôn rồi bác ơi, ra luôn. Sao mày dễ ra quá vậy? Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương. Hay không bác? Rồi rồi, ra mồ hôi mẹ mồ hôi con rồi. Mày lo đi con. Anh cà phê, cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng cái chỗ cà. Oh my god, wow, các con quả là ba kỳ tài, các con ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân, các con bất phân thắng bại. Ba các con bác đều thích hết, nhưng rất tiếc bác chỉ có một đứa con gái mà thôi. Bác chọn ai đây? Để bác quyết định. Mời con gái bác ra đây nói chọn. Chọn cháu nào thì bác cũng đồng ý cháu đó làm rể, bảo vệ cái gia tài này.
Trinh Trinh à. Dạ. Dạ sướng quá ba. Bác Mau già cũng cho tiếng dạ này đó. Ra đây ba biểu. Dạ. Trời, lõng hầu vậy trời. Nó hưởng gia tài sớm do cái dạ cuối này nè. Dạ cha, có điều chỉ bảo à. Con đang làm gì đó con gái của cha? Dạ con đang theo áo á cha. Con gái à, ba chàng trai này là ba chàng trai đến đây ứng thí làm rể của cha, làm chồng của con để hưởng cái gia tài này. Dạ. Nhưng cả ba chàng trai đều ngang tài ngang sức, chàng trai nào cha cũng thích, nhưng cha chẳng biết chọn ai. Thôi bây giờ cha có quyền lại cho con chọn chàng nào thì cha chấp nhận chàng đó làm rể của cha và hưởng cái gia tài này. Con chọn đi con. Dạ thưa cha, con là phận nữ nhi, áo mặc sao qua khỏi đầu, cho nên là cha mẹ đặt đâu á là con ngồi đó à. Với lại cha quyết định đi nha. Ôi trời ơi. Ngon quá ngon. Trời ơi. Thấy kìa. Có rồi. Ngon quá. Ngon quá. Các con thấy dáng sao? Ngon, ngon. Ngon. Đừng lắm bác ơi. Ngon quá. Dáng tao nè. Gớm. Cái gì? Không. Cái gì? Ý con là bác ốm. Bác ốm. Ốm hả? Đúng rồi đó bác. Tuy rằng bạn là đối thủ của con, nhưng mà bạn là nói đúng. Dạ, bác bây giờ đứng tuổi mà cái dáng này là đẹp. Ý bạn nói là dáng đẹp đó bác. Vậy hả? Bác có cái bí quyết nào mà giữ cái phọt như đẹp quá vậy bác? À, không giấu gì các con. Sở dĩ bác từng tuổi này mà bác có được cái dáng này là bởi vì bác rất yêu thể thao. Dạ. Chứ bác thấy các người trẻ bây giờ á, thế hệ trẻ các con lười lao động lắm. Chẳng buồn cho bác. Mỗi một ngày sáng thức dậy bác đi bộ 10 cây số. Wow, ghê quá. Buổi sáng bác đi 10 cây số. Vậy còn buổi trưa với buổi chiều? Bác đang trên đường đi về nhà đó con. Thấy các con căng thẳng quá, bác làm cho vui thôi. Từ khi con gái bác xuất hiện, các con mất tập trung quá. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề chính đi. Mà các con uống trà. Các con biết bác là người yêu thể thao chạy bộ. Bây giờ cháu nào làm thơ mà tả bác chạy bộ nhanh nhất, bác gả con gái cho người đó. Má nó ơi, đem thêm nước sôi anh pha trà đãi khách nè má mày à. Làm thơ nữa hả bác? Ừ. Đâu ra thơ quá trời vậy? Này khó vậy ta. Thôi vậy bác mở cửa con về trước nha. Không không, chưa bác à. Thế nhanh à. Ra rồi. Trời ơi. Mày mới đây mày ra luôn đó. Bác, con xin phép bác. Mời con. Bác gái khơi bếp lửa hồng, bác trai chạy bộ chạy long nhông. Chạy đi chạy lại. Đích son vẫn chưa hồng. Wow. Trời ơi, con làm thơ một cách khủng khiếp. Ở đâu con có thể nghĩ ra một cái kiến thức thơ mà làm tốc độ bác chạy đó như vậy. Bếp ga mà cái phạt nó lên liền mà bác chạy đi chạy lại 40 cái số mà bếp ga vẫn chưa hồng. Ô, con tuyệt vời quá con ạ. Bác hy vọng con là con rể của bác. Bác dạ. Mời con ngồi. Dạ. Cảm ơn ba vợ. Hai đứa này về đi. Tao con rể rồi. Tao mày cơ mày. Dạ, bác cho con uống miếng trà. Ra rồi phải không con? Dạ chưa ra bác ơi. Bác chừng nào mà nó uống trà như uống rượu nó mới ra. Dạ. Cho con uống lại bác. Đau quá bác. Ra rồi đó bác. Phải rồi phải không? Dạ chúng chưa ra. Căng quá ha. Để con suy nghĩ coi. Con ra rồi bác ơi. Con nhìn tiểu thư cái con ra luôn. Dạ, để con đọc cho bác nghe. Tiểu thư làm rớt cây kim, bác trai chạy liêm diêm,
chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại, cây kim vẫn chưa chìm. Oh wow, oh my god, bác không hình dung được các bác, còn hơn là tiết chốt của quốc tế nữa. Bác chạy lẹ đến mức mà cây kim chỉ cần rớt xuống một giây là tới đáy hồ. Lần này bác chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại 40 cây số mà cây kim vẫn chưa chìm. Dạ con thật là siêu đẳng, tốc độ của bác như vậy bác hy vọng cháu ngoại của bác sau này sẽ giống con. Mời con ngồi, mời con ngồi, mời con ngồi. Chảy mồ hôi nữa rồi bác. Ủa sao mà con đượm buồn hoài vậy con? Bởi vì tao nói cho mày biết á, ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay, mày biết chưa? Mày nổ đi, nổ nữa đi, ráng nổ lên. Tiếng gì kêu vậy? Đâu có tiếng gì vậy? Đâu có tiếng gì đâu, chuột kêu. Chuột kêu sao thôi? Chuột chết. Chuột chết sao kêu bác? À thì hai con sống con chết, con gì không hỏi hoài. Nhảy luôn. Nè, nết na nha, làm gì cười dữ vậy? Chẳng may mà con là đầu làm quả lại là phá vợ nha con. Bác không nghe người ta nói sao? Một nụ cười bằng 10 thay thuốc bổ sao bác? Mà cười không đúng chỗ lấy rổ đựng răng nha con. Nghe chưa? Dạ bác. Nhờ vậy á mà con mới suy nghĩ ra một bài thơ tả về bác trai chạy bộ nhanh kia là nhanh luôn đó bác. Rồi bác mời con. Dạ, con xin phép đọc cho bác nghe nha bác. Bác gái địch cái tiết, bác trai chạy bộ cha đi cha lại, cha đi cha lại, cái đít bác gái chưa có khít. Bác cạn lời và bác mời con bước vào trong nhà ký tên để làm chủ cuốn sổ hồng. Còn hai cháu ở đây, nếu một trong hai cháu không làm bài thơ nào bác chạy nhanh như vậy thì con gái cha tuyên bố đây là chàng rể nhà này. Mày thấy đẳng cấp của giáo sư không mày? Chinh chết. Bác, cho con nói chuyện với em Chinh Chinh nha bác. Con được phép. Chinh Chinh. Dạ. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Chinh Chinh, anh sẽ yêu em mãi mãi, cho dầu đi đến góc chân trời góc bể nào. Anh vẫn yêu em. Anh nói thiệt không? Thật chứ. Chinh Chinh, cho dù em như thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ yêu em mãi mãi. Anh nói thiệt không? Thế phu thê, anh có thể gỡ khăn che mặt của em ra được không? Dạ. Chinh Chinh đây sao bác? Nó đó con. Sao không giống mình trên Facebook vậy bác? Trên Facebook hơi Photoshop xíu con. Thà con mất Chinh chứ con không muốn thi đậu đâu bác ơi. Con rể của ta. Con ơi bác ơi, con không có rể gì. Con xin phép kéo bác con về cho bác. Con thằng về nhất là về rồi. Con thằng về nhi. Con à, con. Ta rất muốn cháu ngoại ta giống con. Ta thích ăn thịt của con lắm đó. Bác ơi, con ở lại không con? Gia đình con có công chuyện bác ơi, con phải về sớm bác ơi. Bác ơi. Con còn đúng một thằng thôi. Bác không kén chọn nữa, con làm rể nhà bác nha con. Vô ký sổ hồng. Ông ngoại hả? Ôi ông ngoại, dạ dạ con chạy liền ngoại ơi. Con ông ơi, bây giờ sao? Trời ơi, gia môn bất hạnh. Ông ơi.